thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể copy nội dung của một cuốn sách, nội dung của một cái tài liệu bất kỳ mà không cần phải ngồi đánh lại cái nội dung đó. Đây là một thủ thuật rất là đặc biệt và mình dành tặng cho các bạn để các bạn có thể là copy nhanh một cái nội dung mà các bạn yêu thích. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng điện thoại của mình để chúng ta chụp cái nội dung bất kỳ mà các bạn muốn chuyển nó thành văn bản. Thì đây thì mình sẽ chụp trực tiếp trên cái máy đọc sách của mình luôn, cái cây đồ này nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chọn một cái nội dung như thế này và mình sẽ tiến hành chụp lại. Rồi, đó là mình vừa làm xong bước đầu tiên. Cái bước thứ hai nữa là chúng ta sẽ mở cái phần mềm Write trên điện thoại lên. Mình sẽ mở lên. Sau đó thì chúng ta sẽ upload cái hình mà chúng ta vừa chụp lên trên cái nội dung này. Mình sẽ nhấp vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục là tải lên. Và các bạn sẽ chọn cái hình mà các bạn vừa sử dụng. Thì nếu trên cái Write này các bạn sử dụng nhiều cái tài khoản thì các bạn sẽ nhấp vào đây để mà chọn cái tài khoản cho mình các bạn nha. Rồi, mình sẽ chọn một cái hình mà mình vừa mới chụp đúng không nào. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái hình nha. Đây các bạn sẽ chọn vào mục là thư viện. Đây là cái hình mình vừa chụp đây. Sau đó thì mình sẽ tích vào. Thì các bạn đợi cho cái hình ảnh được tải lên. Sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra lại nha. Các bạn thấy nó thông báo ha, một cái tập tin đang được chuẩn bị tải lên. Đây, mình sẽ nhấp vào xem thử là nó đã tải lên hay chưa. Các bạn thấy là nó đã đang chờ tải lên. Rồi chúng ta sẽ đợi trong giây lát để cái hình ảnh này được upload lên. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong bước đầu tiên, đó là các bạn cần chụp lại cái nội dung mà các bạn muốn. Sau đó thì các bạn mở Write trên điện thoại lên và chúng ta sẽ tải cái nội dung đó lên trên cái Write của mình. Như vậy là chúng ta vừa xong cái bước đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bước thứ hai, đó là các bạn sẽ mở laptop của mình lên hoặc là mở máy tính của mình lên nha. Mình sẽ mở lên như thế này. Sau đó thì các bạn nhớ là lúc nãy chúng ta đã đăng nhập vào cái tài khoản Write nào, thì bây giờ chúng ta sẽ phải đăng nhập trên máy tính tài khoản Write đó để thấy cái hình mà mình vừa upload lên nha. Thì ở đây mình sẽ vào cái mục Write. Thì các bạn muốn vào nó nhanh chóng thì các bạn cứ đăng nhập trước email đi nha, giống như mình đây. Các bạn đăng nhập trước email, sau đó thì các bạn sẽ nhấp vào cái những cái chấm chấm ở phía trên này, đấy, ở góc phải nha. Sau đó thì các bạn nhấp vào Write. Thì sau khi mà điện thoại của bạn nó đồng bộ lên thì nó sẽ thấy được cái nội dung mà các bạn vừa tải lên. Ở đây các bạn thấy là đây chính là cái hình mà mình vừa mới đồng bộ lên và nó thông báo đây, bạn vừa mới tải lên. Mình sẽ nhấp vào kiểm tra cho các bạn nha. Đây, đây chính là cái nội dung mình mới chụp ha. Và bây giờ thì mình muốn chuyển đổi cái nội dung mình chụp này thành văn bản để mình có thể biên tập, mình có thể đăng lên website, mình có thể làm trong nội dung Word vân vân. Thì chúng ta sẽ qua cái bước tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ nhấp phải vào cái hình mà các bạn vừa mới chụp đó nha. Và các bạn sẽ chọn cái mục là mở bằng. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp tới cái mục là Google tài liệu. Thì các bạn sẽ đợi trong giây lát. Google tài liệu nó sẽ dịch lại cái nội dung mà nó quét được trong cái hình ảnh mà các bạn vừa mới tải lên để chuyển đổi nó thành văn bản. Và ở đây các bạn thấy là sau khi mà nó chuyển đổi xong rồi thì nó sẽ cho chúng ta, thứ nhất là cái hình, đây là cái hình mà các bạn thấy là mình lúc nãy mình chụp đúng không. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống như thế này đó, thì các bạn sẽ thấy dưới này chính là cái nội dung mà các bạn đã chụp ở trong cái bức ảnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thử là cái tỷ lệ nó chuyển đổi có tốt không nha. Đây, các bạn cũng thể nhấp vào bên này nha, nhấp vào bên này thì nó cũng đã chuyển đổi. Và nó, nếu có nội dung đó nó có nhiều cái tab riêng lẻ thì các bạn thấy là nó sẽ chia ra thành những cái mục thế này để chúng ta click vào cho nó nhanh nha. Nó giống như cái dạng mục lục mà các bạn hay xài đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thử kiểm tra xem thử là cái tỷ lệ chuyển đổi nó đúng, nó có cao không các bạn nha. Thì các bạn thấy là thường, đây mình sẽ xem nha, mình sẽ đọc đây,
thường được viết thành mệnh đề nếu thì. Rồi số 4, vậy còn phương pháp hoặc là gì? Đó, mình sẽ kéo xuống nha. Đó, thì các bạn thấy là nó hiển thị tiếng Việt rất là tốt và gần như là không thấy cái sai sót gì. Thì mình đã làm cái phương pháp này rất là nhiều lần rồi và mình thấy rằng cái tỷ lệ thành công của nó rất là cao nha, nó trên 99,99%. Nếu có đoạn văn bản của bạn nó phức tạp hơn thì có thể là nó sai một chút, chỉ một tí thôi. Đó, thì khi mà các bạn thấy là mình đã chuyển đổi xong rồi thì chúng ta sẽ copy nội dung này, và các bạn để ý là cái nội dung này gần như là 100%, các bạn thấy là không có cái gì sai sót hết, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ copy lại cái nội dung này, đúng không, sao chép nha. Rồi các bạn có thể là bật cái phần mềm Word lên để chúng ta có thể là biên tập lại chẳng hạn. Đây, mình sẽ bật lên, sau đó thì mình sẽ copy dán lại cái nội dung này vào Word, và các bạn thấy là cái nội dung này được hiển thị rất là tốt. Sau khi mà copy qua đây rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần biên tập lại một chút cho nó đẹp lại mà thôi, như thế này. Đấy. Như vậy là các bạn thấy là chỉ mất vài phút mình đã có thể chuyển đổi toàn bộ cái văn bản này thành cái chữ, và từ đây thì mình có thể là copy lên web hoặc là copy trên những cái trang mạng của mình. Như vậy là các bạn thấy là cách này rất đơn giản và rất là nhanh và nó phù hợp để các bạn làm mọi thứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu các bạn yêu thích video này thì hãy để lại comment để mà ủng hộ cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.